Còn bây giờ mời quý vị sẽ đến với khách mời đặc biệt của Việt Nam Ngày Mới sáng nay. Thưa quý vị, hôm nay đã là ngày 17 tháng 11 và chúng ta chỉ còn vài ngày nữa thôi là cả nước sẽ cùng chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11. Thế nên là vị khách mời trong ngày hôm nay cũng sẽ là một nhân vật đặc biệt để nói về ngành giáo dục. Thưa quý vị, với sự phát triển của mạng xã hội thì mỗi người dân đều có thể trở thành một chuyên gia giáo dục tự phong trên mạng xã hội. Tuy nhiên, nếu mà dư luận xã hội chỉ tập trung vào những yếu kém mà không thấy được những cố gắng của ngành giáo dục, thì nhà trường, gia đình và xã hội sẽ ngày càng xa nhau và tạo ra hiệu ứng tâm lý thiếu tin cậy lẫn nhau. Giáo dục rất cần những tiếng nói phản biện của toàn xã hội, nhưng giáo dục cũng cần sự đồng hành của toàn xã hội, thể hiện ở sự phản biện mang tính xây dựng. Và đó là những chia sẻ rất tâm huyết của Phó Giáo sư Lê Văn Canh, Đại học Quốc gia Hà Nội, trong cuộc trò chuyện với Truyền hình Quốc hội Việt Nam nhân dịp lễ Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11. Trân trọng cảm ơn thầy đã nhận lời trả lời phỏng vấn của Truyền hình Quốc Việt Nam. Thưa thầy, là Việt Nam thì vốn có truyền thống là tôn sư trọng đạo, nhưng nhiều năm gần đây thì dường như là có nhiều áp lực ngoài giáo dục khiến cho truyền thống này bị mai một. Thầy có suy nghĩ gì trước cái nhận định này ạ? Có lẽ là do cái ảnh hưởng của kinh tế thị trường mà những cái giá trị truyền thống của chúng ta nó cũng bị mai một ít nhiều. Và cái điều này chúng ta thấy rằng nó thể hiện trong giáo dục chúng ta rất là nhiều. Nó có một cái nghịch lý. Đó là gì? Nghề giáo ấy, là vừa được xã hội tôn vinh, một mặt là vừa được xã hội tôn vinh, nhưng một mặt lại ông bị coi thường. Đấy là một cái nghịch lý và đấy chính là cái mà khiến cái giá trị truyền thống mai một đi. Và đấy là một cái điều mà tôi nghĩ rằng rất là đáng lo ngại. Một điều dễ nhận thấy trong những năm gần đây là nhiều ý kiến của xã hội thông qua mạng xã hội và truyền thông về giáo dục thì dường như đang nặng về phê phán mà ít có những ý kiến đánh giá đúng những nỗ lực của ngành giáo dục và của các thầy cô giáo, hay là những ý kiến đóng góp với ngành, với tinh thần là xây dựng. Thầy nghĩ sao về điều này ạ? Phê phán thì cái phản biện của xã hội, tôi nghĩ rằng đối với giáo dục hay đối với bất cứ ngành nào nó là hết sức cần thiết. Thế nhưng mà nếu chúng ta phản biện mà mang tính chất tức là thiếu xây dựng ấy, thì nó sẽ không có tác dụng lắm, đúng không? Là nếu mà chúng ta chỉ tập trung vào mỗi những cái phần mà giáo dục chưa làm được, mà chúng ta quên đi những cái giáo dục làm được, thì nó sẽ tạo ra một cái tâm lý xã hội hết sức nguy hiểm, tức là họ mất lòng tin đối với giáo dục. Mà khi người học, khi phụ huynh, khi xã hội mất lòng tin với xã hội rồi thì người ta thấy rằng người ta bơ vơ. Và hiện nay chúng ta đã thấy thì điều đó. Ví dụ, cái phong trào mà hiện nay cho du học rất là rầm rộ ở Việt Nam hiện nay đó là cái hậu quả của việc mất lòng tin vào giáo dục. Nhưng thực chất có phải cứ đi du học là sẽ tốt hơn giáo dục ở trong nước không? Khi chúng ta muốn phê phán ấy, thì tôi nghĩ rằng là phải nhìn một cách toàn thể hơn, tổng thể hơn những cái được và cái chưa được. Đấy, và cái chưa được thì nguyên nhân nó đâu mới làm được. Đồng thời những ý kiến phê phán này cũng phải từ xuất phát từ rất nhiều thứ. Đôi khi là phụ huynh cũng hay là xã hội chúng ta đặt ra những kỳ vọng rất là lớn. Nhưng quan trọng nhất là những kỳ vọng, có ai nghĩ rằng những kỳ vọng đấy nó căn cứ trên cơ sở nào? Và những kỳ vọng đấy có thực tế không? Thì đó mới là quan trọng. Đúng không? Đấy, cái thứ hai nữa là cái quan niệm thế nào là giáo dục? Giáo dục là gì? Dạy là gì? Học là gì? Quan hệ giữa dạy và học là gì? Thì chúng ta phải hiểu được cái đó thì mới phê phán mới chính xác được. Vâng, giáo dục Việt Nam hiện nay thì giống như cách miêu tả của nhà thơ Tản Đà: đường xa gánh nặng xế chiều, cơn giông biển lớn mái chèo thuyền nan. Vậy theo thầy thì thách thức lớn nhất mà giáo dục của chúng ta đang phải đối mặt hiện nay là gì ạ? Quan điểm của tôi thì nói chung là giáo dục thì có nhiều cái thách thức. Thực ra ngành nào cũng có nhiều thách thức thôi. Và có khi cái thách thức nó làm cho chúng ta lớn lên. Thế nhưng mà đối với giáo dục thì theo cách nhìn của tôi ấy, thì tôi nghĩ rằng có mấy cái thách thức này. Cái thách thức lớn nhất ấy, hiện nay tức là làm sao đảm bảo một sự dung hòa được giữa việc đổi mới và việc kế thừa cái truyền thống, đặc biệt là truyền thống văn hóa của dân tộc. Đây là một cái thách thức hết sức là lớn. Đấy. Thì nếu như chúng ta chỉ chạy theo những cái trào lưu chung, rồi những cái triết lý giáo dục của thế giới mà chúng ta quên đi những cái giá trị truyền thống của đất nước mình, thì chúng ta sẽ dẫn đến một nền giáo dục tha hóa. Đấy. Vì khi giáo dục rất là sự chuẩn bị cho cuộc sống, cho con người. Vậy thì giáo dục phải bắt rễ vào cái văn hóa truyền thống của mình. Thì chúng ta, nếu như chúng ta đoạn tuyệt với những cái văn hóa truyền thống, thì như tôi nói, sẽ đưa đến một nền giáo dục tha hóa, chứ không phải là cái điều chúng ta mong muốn. Vậy làm sao để giữ được con thuyền giáo dục thật thăng bằng trước nhiều cái khó khăn và thách thức như hiện nay thưa thầy? Cha ông mình vẫn nói một cái câu tức là dĩ bất biến và ứng vạn biến, đúng không? Cái quan trọng nhất là thế giới hiện nay đang biến động một cách khôn lường và khó có thể đoán định. Vậy thì chúng ta phải biết dùng cái bất biến để chúng ta ứng phó với cái biến động
mà khôn lường thế này. Vậy cái bất biến là gì? Như tôi nói, chúng ta hãy bám vào gốc rễ, vào những cái truyền thống văn hóa tốt đẹp. Không phải cái gì trong truyền thống cũng tốt, nhưng mà tôi nghĩ là những cái giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc mình và lấy đó làm gốc để phát triển giáo dục. Thì đấy là cái sách lược để chúng ta ứng phó với cái sự biến động hiện nay. Quốc hội và Chính phủ đang thảo luận về vấn đề đổi mới chương trình và sách giáo khoa, rồi là chế độ lương phụ cấp cho giáo viên. Có thể nói là sự quan tâm của nhà nước tới giáo dục luôn rất lớn. Nhưng từ chính sách đến cuộc sống luôn có một độ trễ và thiếu sự toàn vẹn. Từ mong muốn đó thì thầy có gửi gắm gì đến các nhà hoạch định chính sách không ạ? Coi giáo dục là quốc sách, cái đó là một cái chân lý rồi, không bàn cãi gì nữa. Nhưng hãy để làm cho cái chính sách đó trở thành hiện thực cuộc sống được, thì hãy quan tâm đến sự an lạc của giáo viên. Sự an lạc đây bao gồm là chúng ta phải chăm lo, có những yêu cầu cao đối với giáo viên, nhưng đồng thời cũng phải có những cái sự hỗ trợ cao tương ứng với những yêu cầu đó để giáo viên phát triển. Chứ tôi cũng không nghĩ rằng là nếu là giáo dục bây giờ cứ trông chờ vào sự đầu tư, sự ưu ái của chính phủ, còn bên những người làm giáo dục mà không có thay đổi gì mình thì không được. Mà chúng ta đây phải có một cái sự kết hợp hài hòa giữa những yêu cầu cao đối với giáo viên, nhưng đồng thời nhà nước hay là ngành giáo dục cũng phải có những cái chính sách hay có những cái biện pháp mà có đưa ra những cái sự hỗ trợ hết sức phù hợp, tương xứng với những cái yêu cầu đó về mặt vật chất, về mặt tinh thần, về mặt chuyên môn để họ có thể thực hiện được tốt những cái yêu cầu cao đó. Vâng, một lần nữa trân trọng cảm ơn thầy đã dành thời gian cho Truyền hình Quốc hội Việt Nam.